Hello tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh máy móc tổng hợp thiết bị phụ tùng xe 23 4 bánh cũng như là tất cả các thể loại. Đấy, mọi nhu cầu đến các bác xin liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0968092683. Hôm nay lên cho tất cả mọi người về một cái bộ phụ tùng chế xe. Bộ phụ tùng này để chế xe ba bánh nhá. Cái bộ này thì thích hợp chế ba bánh từ chiếc xe máy. Các bác về các bác cắt xe máy ra để làm. Các bác có thể theo dõi thêm ở các video chế xe tại kênh chuyên động cơ xe máy của YouTube hoặc là các kênh khác bên em như Quý Bắc Giang thiết bị tổng hợp hay là kênh máy móc trên YouTube. Đấy. Các bác nhớ follow kênh nhá. Rồi thì đây em quay sơ qua các phụ tùng của một bộ phụ tùng chế xe nhá, bao gồm có cầu này, có vít sai nhá, bánh. Bánh thông số có các loại từ 400, 450 và bánh 500/12, bánh cực lớn, bảng to này. Các bác về có thể chở nặng khoảng 1 tấn được. Đấy, các phụ tùng khác ví dụ như đây một bộ số phụ này, rồi các phụ kiện. Đấy, số tiến lùi. Số tiến lùi này thì em sẽ giới thiệu qua ở đây. Và đầy đủ hết các phụ tùng nhíp, cầu số lốp nhíp đầy đủ hết. Một bộ phụ tùng này chế xe nhá. Xe bao bánh chế từ chiếc xe máy cắt ra. Đấy, hoặc là bác nào không muốn chế từ đầu xe máy có thể sử dụng mua cái bộ đầu riêng của xe ba bánh. Thường thì cái này em bán cho anh em hội chế xe thì nhiều. Còn bác nào có nhu cầu muốn mua mà hướng dẫn chi tiết để làm chiếc xe ba bánh ấy, thì bên em có hỗ trợ các bác gọi là lắp ráp cũng như làm một chiếc xe. Chưa? Còn cái phần hộp số tiến lùi đây. Cái bộ số tiến lùi này nó là bộ chuyển đổi nhá. Chuyển đổi xoay chiều, đảo chiều đây. Ví dụ số tiến lùi này nó sẽ ốp vào trong cái động cơ xe máy. Loại này thì nó thích hợp với tất cả các loại động cơ xe máy. Em sẽ có hộp số tiến lùi phù hợp. Đấy, khi chuyển động mình lắp vào cái hộp số này vào, hộp số tiến lùi vào cái cốt nhông của động cơ xe máy. Khi động cơ xe máy chuyển động, nó sẽ truyền trực tiếp sang hộp số. Hộp số này nó có chức năng đảo chiều. Đây, chức năng đảo chiều. Ví dụ đây bình thường là đảo chiều tiến. Còn khi bác muốn lùi bác gạt nấc số cần số này thì nó sẽ đảo chiều lùi lại. Đấy, được chưa? Để các phụ kiện này thì để chế xe thì các bác muốn xem chi tiết hơn thì bác alo số điện thoại, hoặc là các bác muốn xem video em sẽ gửi video chi tiết cũng như cách lắp ráp cũng như làm được một chiếc xe ba bánh nó như thế nào. Được chưa? Đấy, chi tiết thì bác liên hệ nha. Ok. Rồi nhớ follow và đăng ký kênh. Rồi xin chào tất cả mọi người.